bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Bass Thiên biểu cảm khó ưa bị cộng đồng mạng chê không hiền như anh trai Maddox, Angelina Jolie xấu hổ. Bass Thiên được nhận xét nổi bật hơn Maddox về khoản diện mạo cũng như thần thái mỗi lần xuất hiện ở các sự kiện. Chưa hết, anh chàng còn được khen vì là người biết quan tâm mẹ và các em. Mới đây, Angelina Jolie cùng hai cậu con trai nuôi là Maddox và Bass Thiên đã tham gia bữa tiệc trưa sang trọng của trường cao đẳng nơi Zahara đang theo học. Trong bức hình được đăng tải lên mạng xã hội, có thể thấy Jolie mặc đồ tông đen ngồi tại bàn tiệc, còn Maddox Bass Thiên đứng về phía sau mẹ. Hai quý tử nhà Angelina Jolie cũng mặc trang phục đồng điệu với cô. Maddox nuôi tóc dài nên cột tóc nửa đầu, Bass Thiên lại gây chú ý khi cao vượt anh trai và có thần thái đúng chuẩn con sao hạng A tại Hollywood. Dân mạng để lại những bình luận trái chiều về các con của Jolie, họ bày tỏ Bass Thiên trông vênh váo, Maddox hiền hơn hẳn. Hai cậu con trai nuôi tích cực chăm lo cho mẹ, Angelina thật hạnh phúc. Rabbit chắc chắn cay cú vì Jolie lôi kéo lũ trẻ về phía mình, đi đâu cũng mang con theo để chọc tức chồng cũ. Hiện tại Zahara đang theo học tại trường cao đẳng Spelman, Maddox là sinh viên của trường đại học Yonsei tại Hàn Quốc. Riêng Bass Thiên, anh chàng được cho là có lối đi riêng khi trở thành nghệ sĩ thuộc thể loại art game, vì không muốn mang tiếng dựa hơi phụ huynh mà Bass mới có quyết định không nối nghiệp bố mẹ nuôi. Tuy nhiên anh chàng vẫn đồng hành, giúp đỡ mỗi khi nữ minh tinh cần trợ giúp. Nói về Bass Thiên, Angelina cho biết cậu thanh niên làm việc rất chăm chỉ và có trách nhiệm. Trước đó chưa lâu, Bass Thiên gây tranh cãi vì hút thuốc phì phèo nơi công cộng. Cụ thể, cảnh phóng viên vừa qua đã chụp được hình ảnh Bass Thiên xuất hiện trên đường phố. Anh chàng ăn diện đơn giản với áo phông tím phối cùng quần kaki và giày thể thao. Bass Thiên vẫn trung thành với mũ lưỡi chai và kính râm. Tuy nhiên, điểm gây chú ý nhất ở Bass Thiên chính là khoảnh khắc anh chàng hút thuốc điện tử. Nhiều cư dân mạng tỏ ra thất vọng khi thấy hình ảnh này. Họ để lại những bình luận thiếu tích cực dành cho cậu con trai nuôi của Angelina. Thậm chí một số cư dân mạng còn so sánh Bass Thiên và anh trai Maddox. Có người khẳng định chàng trai trẻ không phải lần đầu phì phèo khi ra đường. Bass Thiên được cho là trông ăn chơi, không giống với Maddox hiền lành, trầm tính và đang học đại học. Một lần khác, Bass Thiên cũng khiến dân tình xôn xao vì vén áo khoe cơ bụng giữa phố chứng minh nam tính. Trước nay, trong số các con của Angelina Jolie, Bass Thiên là người con có phần kín tiếng nhất. Cậu thường tỏ ra không thoải mái trước sự xuất hiện của thợ săn ảnh. Nhưng với loạt hành động trên, có lẽ cậu thanh niên đang ngày càng trở nên tự tin, thoải mái trước sự quan tâm của truyền thông, công chúng dành cho mình. Hiện tại, Bass Thiên đang ở tuổi trưởng thành, cậu cho thấy một phong cách khác nhiều so với trước. Thời gian gần đây, Bass Thiên hay ra ngoài hơn, cậu ra ngoài một mình vì những nhu cầu cá nhân, chẳng hạn như mua thực phẩm hay dắt chó đi dạo. Đây là những điều ít thấy ở Bass Thiên trước đây. Hiện tại, Bass Thiên thay đổi khá nhiều về phong cách sống. Khi bắt gặp phóng viên ảnh theo dõi mình, Bass Thiên giờ đây còn mỉm cười, khác hẳn với vẻ căng thẳng và khó chịu mà cậu thường thể hiện trước đây. Việc Bass Thiên xuất hiện bên ngoài nhiều hơn với vẻ tự tin, thoải mái khác nhiều so với trước, cho thấy rằng cậu thanh niên đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống của mình. Cậu dần học cách sống độc lập vì giờ đây cậu đã ở tuổi trưởng thành. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.